béo chưa mọi người? Cút mùa này béo thật đấy. Hello, xin kính chào tất cả mọi người đang xem video tiếp theo của Huy Anh TV. Thì dạo gần đây mình có bận quá nên là không có thời gian quay video cho mọi người xem. Hôm nay tranh thủ buổi tối mình sẽ ra đi soi cút đêm để bắt cho mọi người xem nhá. Thì bây giờ mình đang đứng ở trong một cái nghĩa trang của xã mình. Thì ban ngày đi qua đây tiếng chim cút nó kêu rất nhiều. Mấy hôm trước thì mình có đi cùng bác Thông để săn cút, nhưng mà mấy nay bác thấy hơi mệt nên là bác không đi. Thì hôm nay mình sẽ đi một mình xem có bắt được gì không mọi người nhá. Thì nói một mình thì cũng không phải đâu, tại vì mình vẫn phải nhờ một người đi cùng để quay phim nữa. Nào mời mọi người xem video của mình nhá. Bây giờ mình đang đi vào phía bên trong một cái lăng mộ mọi người ạ. Thì buổi tối chim cút với lại chim cuốc nó vào bên trong cái lăng mộ này rất là nhiều. Để ý kỹ thì mình có thể thấy được. Nếu mà nhìn thấy thì mình sẽ dùng cái vợt này mang đi theo để bắt mọi người nhé. Có chuột thì mình bắt cả chuột. Tối thì chim cút nó ngủ một chỗ ấy, nó không đi kiếm ăn nên là mình phải rất tinh ý thì mới tìm được. Lăng ra tập của Nguyễn mọi người, rất là nhiều ngôi mộ. Đi vòng quanh đi một chút. Bên trong đây là nghĩa trang của xã mình nhé. Nó rất là rộng, kéo dài tít đằng trên kia luôn. Phía đằng xa kia thì lại là một nghĩa trang của cái xã khác. Xem hôm nay mình có bắt được gì không nha. Đáng lẽ ra thì buổi tối này mình sẽ dùng một cái loa để phát âm thanh tiếng cút ban đêm ấy mọi người, cút nó sẽ dễ ra hơn. Nhưng mình sẽ không làm vậy nha, mình đi xoay không thôi. Nó gặp may thì buổi tối nay mình có thể bắt được 2-3 con. Trong phía bên trong của nghĩa trang này. Vào phía bên trong của cái lăng này nữa mọi người nhé. Trong này nó rất là rộng. Đây là một cái lăng mộ rất là dài. Xung quanh là một bãi cỏ rất là rộng. Này tuổi thơ bọn mình hay đi ra đây để đá bóng mọi người ạ. Một con chim cút đang ngủ mọi người. Đây đây, vợ cầm đèn. Đây rồi. Kìa, đây mọi người. Đèn con này béo chưa. Ui giời, mình không biết tối này không biết con này con đực hay con cái nữa. Đây con đực hay con cái mọi người.
Mùa này mùa hết mùa gặt rồi mọi người, chim cút nó cũng hiếm dần. Bây giờ đánh bẫy là phải dùng loa nhé. Buổi tối này đi may lắm mới được một con nó ngục rồi. Mình sẽ đi soi lang thang khu này một lúc nữa rồi mình sẽ về. Có phân chim ở đây mọi người. Đây có rất nhiều phân chim ở đây. Mình xem có chim nó ngủ ở đây không nhá. Có phân chim thì chắc chắn là có chim. Mình đang vào phía bên trong những ngôi mộ này mọi người nhá. Thì giờ xung quanh mình giờ toàn là mồ mả rồi. Rất là ghê. Không biết mọi người có thích cái cảm giác đi ra nghĩa trang buổi đêm không? Giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài nhá. Cái cây này mình vừa soi thì không có gì. Đây mình đi. Ở đây có một ngôi mộ mọi người. Đây những ngôi mộ xây hình vuông rất kỳ lạ nhá. Có lẽ những ngôi mộ này người ta đã xây từ lâu rồi mọi người ạ. Không có tên tuổi gì hết. Giờ mình sẽ đi vừa đi một vòng phía trong nghĩa trang này thì không soi được gì mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên mấy cái cây ở phía trên kia để soi nhé. Có lẽ chim với chuột ban đêm cũng sợ ma mọi người ạ, nên là không thấy. Đây mọi người, phía trong đây là một cái lăng mộ nó rất là cổ nữa. Rất nhiều những nấm mộ nho nhỏ. Đây. Chụp tay nhá, không biết có được. Đều chơi cu loay. Béo chứ mọi người. Cút mùa này béo thật đấy. Được hai con. Nó soi buổi tối này rất là phê mọi người. Buổi tối mình rảnh, chứ ban ngày tuần này nó bận quá nên không có thời gian đi bẫy cho mọi người xem nữa. Mình sẽ tranh thủ đi bẫy vào buổi tối nhá. Được một đôi rồi mọi người. Đây trong một con được một con cái đấy. Mình trời tối này mình không nhìn rõ đâu. Tí nữa về sẽ đục ra thì mới biết. Buộc chặt chứ. Không tí nó ra mất. Nó đen hết. Đi sâu vào phía bên trong cái mộ cổ. Ở xung quanh đây thì cổ nó rất là rộng. Chim này. Đây có rất nhiều phân chim ở đây. Hôm nay là không ngủ ở đây nữa. Phía trong đây là một bụi cỏ rất là rậm. Mình sẽ đi men ở ngoài thôi, vào trong đấy nhiều khi có rắn độc với mọi người. Ui ui ui, con gì? Con vừa về chạy đây sao ấy? Chim hay chuột nhỉ? Hôm trước thì mình với bác Thông có đánh ở tít bên trong này kia mọi người ạ. Hôm đấy thì hai bác cháu đánh được đâu nha, là 4 con. Hiện tại bác vẫn đang nuôi ở nhà.
thì sắp tới bác định nhân giống ra một một vườn toàn cút rừng mọi người ạ. Đêm con này, con này buổi tối nó bị quáng đèn ấy, nó không biết đường di chuyển đâu. Béo chưa, một con nữa này, đây chưa cút này. Mình cứ tưởng được con cuốc nữa nhưng không phải nha. Buổi tối ngủ chỉ có chim cút thôi. Cuốc thì buổi tối nó mới đi ăn đêm. Cút mùa này béo lắm. Đây cho mọi người xem này. Ui ui ui, tí thì bay mất. Đây mình nhốt buổi tối. Ui, mình phải dốc ngược lên sợ nó gãy chân đấy. Cái này mình về còn nuôi nữa. Ui hồ, chảy máu rồi mọi người ạ. Nhưng mình úp nó mạnh quá này. Chảy máu chân rồi. Túi được 3 con rồi. Bây giờ mình đi tiếp hay về vợ? Đi tiếp. Đi thêm một lúc nữa rồi mình về nhé. Dạ, muộn lắm rồi. Đây có một con chim này, hình như là chim trào mào mọi người ạ. Nhưng mà cao quá, cái vợt của mình là không tới. À, nó vẫn còn đang thức. Thôi mình sẽ tha cho nó vậy. Mình xem ở dưới thấp có con chim nào không mọi người nhé. Đây là chim trào mào đấy. Đây là một cây si mọi người ạ. Bên cạnh cây si là cây đa. Si đa, bộ đôi cây này thì dân gian tương truyền là có ma, mà lại trồng giữa nghĩa địa như này. Không biết có ma hay không, nhưng mà mình chỉ muốn gặp được chim thôi, chứ ma thì mình không thích gặp đâu nha. Đây là một ngôi mộ cổ mọi người. Đi buổi tối này mình phải để ý rất kỹ, tại vì con chim cút màu nó tối này. Buổi tối này mình rất là khó nhìn. Đây là một cái mộ cổ này. Xung quanh cỏ rất là rậm rạp. Mọi người nghe thấy tiếng con gì kêu không? Con gì kêu này? Đây mọi người, hóa ra là nó. Con này nãy giờ chưa cục này, mà mình không biết đây. Đây mọi người nhìn rõ chưa? Trời tối này nó quáng gà nên là bắt rất là dễ luôn. Vợ cầm đèn đi. Tí là mất mọi người. Đây, ui ồ, béo choay cu loay. Ôi, mình lang thang ở đây 2 tiếng rồi. 2 tiếng mới bắt được 4 con. Thực sự tìm rất là khó và hiếm. Ngày xưa chỗ này rất là sẵn cút đấy mọi người. Bây giờ người ta săn bắt nhiều, nó hiếm lắm. Phía đây là một cái ngôi mộ có cái được khắc bằng đá rất là đẹp mọi người ạ. Xung quanh không có không bao quanh gì hết. Buổi tối đi ra đây của mình rất là rùng rợn luôn.
phía xa xa thì có một vài ngôi mộ nữa. Ở đây có một ngôi mộ trơ trọi giữa cánh đồng này. Ôi trời ơi. Không, đi về. Đi đi về. Không, đi về. Nhảy lên. Không, đi về đi. Lên chỗ này cho nó qua. Không thấy rắn ở đây rậm rạp bỏ bà rồi. Còn mình có phật bây giờ bắt hình như con hổ mang hay sao ấy. Thôi, tối rồi biết ra sao được. Nó cắn chết. Nó có tổ của nó đấy. Thấy một con thấy cả tổ đấy. Tối này nhìn nó sao được. Nhưng mình đi về đi. Hồi về đi tối lắm rồi. Về chạy ở đây rồi là có quay lại nó trườn mất rồi còn đâu. Đi về đi, tối lắm rồi, nửa đêm rồi. Đây, thành quả buổi tối của hai vợ chồng mình mọi người ạ. Bắt được 4 con cút. Thì vừa sau gặp một con rắn hổ mang khá là to đấy. Mình cái đèn này nó tối quá này, không nhìn rõ nhưng mà khả năng là cũng bằng nửa cổ tay mình. Vợ mình nó nhát quá nên không bắt được. Có cái đèn sáng thì vợ cầm mất rồi mọi người ạ. Thôi chịu thôi. Thì mình xin được phép kết thúc video ở đây mọi người nhé. Dạo gần đây thì mình cũng xin lỗi mọi người là mình bận quá. Tranh thủ thời gian buổi tối thì mới đi săn bắt để quay video được gửi tới mọi người. Thì mong mọi người sắp tới vẫn ủng hộ kênh của mình nha. Sắp tới thì mình vẫn đi với bác Thông. Thì mong mọi người ủng hộ hai bác cháu mình để mình có động lực ra tiếp những video tiếp theo nha. Sắp tới thì bác cháu mình cũng có thời gian rảnh rồi nên là khả năng là cũng quay được rất nhiều video đấy. Cảm ơn tất cả mọi người.